Với tầm giá dưới 2 triệu thì mẫu bồn cầu này về cơ bản vẫn giữ các nét của một mẫu bồn cầu truyền thống. Công nghệ men sứ độc quyền của Villacera là Nano Titan. Tiếp theo sẽ là nhấn xả đáy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà 5D. Trước mắt các bạn đây là mẫu bồn cầu 2 khối đến từ thương hiệu Villacera, có mã là VI88. Đi kèm với mẫu bồn cầu này là nắp nhựa ABS dây thường. Tuy nhiên mình đã tạm thời tháo phần nắp nhựa ra rồi để chúng ta tiện theo dõi hơn trong quá trình xả thử mẫu bồn cầu này. Như thường lệ, trước khi đi vào bài xả thử, mình sẽ điểm qua cho các bạn biết một số điểm nổi bật và các thông số kỹ thuật cơ bản. Trước tiên đánh giá về thiết kế. Với tầm giá dưới 2 triệu thì mẫu bồn cầu này về cơ bản vẫn giữ các nét của một mẫu bồn cầu truyền thống. Không có nhiều điểm cách tân về thiết kế. Phần thân vẫn có các hốc sứ như thế này, rất là cơ bản thôi. Phần két nước phía trên được tạo hình khối với điểm nhấn vắt cạnh như này. Kích thước tổng thể của mẫu bồn cầu này là 745 x 380 x 735 mm. Đây là mẫu bồn cầu dùng hai chế độ xả nhấn tiết kiệm nước, với dung lượng nước xả cho một lần xả tiểu là 3 lít và 6 lít cho một lần xả đại. Nhìn vào trong lòng bồn cầu, chúng ta sẽ thấy mẫu bồn cầu này sử dụng hệ thống vành rỗng. Kiểu xả áp dụng đây là kiểu xả thẳng. Kết hợp với đó là công nghệ men sứ độc quyền của Villacera là Nano Titan, giúp bề mặt sứ luôn sáng bóng, chống bám bẩn, kháng khuẩn và dễ vệ sinh hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Kiểm tra thì thấy két nước được bơm đầy rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành trải nghiệm xả thử mẫu bồn cầu này. Trước tiên mình sẽ nhấn xả tiểu trước. Sau đó là nhấn xả đại. Như các bạn thấy thì với công nghệ và kiểu xả thẳng cơ bản như này thì đặc điểm chung là lượng nước xả ra khá là mạnh. Trong quá trình xả, âm thanh phát ra sẽ hơi lớn một chút khi so với các kiểu xả xoáy khác. Để đánh giá được độ hiệu quả khi xả thực tế, mình sẽ cho vào trong lòng bồn cầu những hạt nhựa như này. Những hạt nhựa này sẽ nặng và nổi trên mặt nước, tượng trưng cho những chất thải trong lòng bồn cầu. Giờ mình sẽ nhấn xả tiểu. Như các bạn thấy, với lần xả tiểu này vẫn chưa thể xả hết được các hạt nhựa. Tuy nhiên vậy cũng là điều bình thường, vì đây là một bài kiểm tra xả thử khá là khó. Với dung tích xả là 3 lít, chúng ta sẽ sử dụng chế độ xả tiểu này cho những lần xả với lượng chất thải ít hơn. Tiếp theo sẽ là nhấn xả đại. Với lần xả đại này thì lượng nước xả ra nhiều hơn và mạnh hơn, tuy nhiên lại chưa thể xả hết được hạt nhựa. Giờ mình sẽ xả lại lần nữa, kết hợp với việc nhấn giữ nút xả để tăng lượng nước xả ra, xem có hiệu quả hơn không. Với lần xả này cũng chưa thể xả hết được hoàn toàn các hạt nhựa. Qua đó mình đánh giá hiệu quả xả thực tế của mẫu bồn cầu này chưa thực sự ổn định. Với phân khúc bồn cầu tầm giá dưới 2 triệu thì công nghệ xả mà hãng áp dụng cho mẫu bồn cầu này mình đánh giá vẫn rất là cơ bản thôi. Trên đây là video đánh giá của mình đối với mẫu bồn cầu Villacera có mã là VI88. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trong video. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để luôn nhận được các video mới nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.